À, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn đây là cái lọ thuốc của hãng Hanvet. Đấy, tên của nó là dạng bột trắng tinh pha. Đấy, có thể là tiêm hoặc là đây là Ambi Cala. Đấy, thì với cái quá trình mà các bạn nuôi đà điểu, tại vì đà điểu là nó được nuôi ở trên cát. Và một trong những nguyên nhân, một trong những cái điều mà gây thiệt hại cho bà con là đà điểu bị cát bay vào mắt, hoặc là nó nằm xuống cát nó mắc vào mắt, hoặc là lên chuồng bẩn thì con đà điểu nó sẽ bị đau mắt. Cái dấu hiệu của chúng là chúng sẽ chảy nước mắt và sưng mọng mắt một bên, và nó có thể là mưng mủ hoặc là bị míp mắt vào. Thì bản thân mình mấy năm về trước cũng có những cái thiệt hại về những cái con đó, thì sau này mình đã trải nghiệm và đã cứu chữa được nhiều em đà điểu rồi. Mình cam kết các bạn là không tính tiền, mình mang cả danh dự uy tín của mình ra để chỉ cho các bạn. Thì các bạn nuôi đà điểu, các bạn dùng cái này, các bạn một là các bạn pha vào nước, các bạn nhỏ vào cái vần mắt bị đau đó, hai là các bạn dùng cái bột đấy các bạn quệt thẳng vào cái mi mắt, nhưng trước khi bôi các bạn cho cái vòi nước xối vào cái mắt của con để rửa sạch đi, và các bạn dùng cái bột này pha vào nước để bôi. Đấy, và trường hợp cần thiết thì các bạn có thể là lấy ngón tay quệt cái bột nó và cho vào mắt. Đây là thuốc, tên thuốc nhé, hãng thuốc, công ty Hanvet, hãng thuốc. Đấy, thì mình quay như thế này. Có thể là với cái cách dùng bị đau mắt thì mình thấy là ngoài cái việc dùng cái thuốc đau mắt của người có kháng sinh cho viêm bôi đó, thì các bạn có thể dùng trực tiếp cái này bổ sung, mà cái này là hiệu quả tuyệt đối nhé. Mình đã chữa thời gian năm 2019-20 là chữa rất nhiều con cảm giác bị mù mắt rồi, nhưng mà mình chữa vẫn khỏi. Chia sẻ lên cái nhóm, hội nhóm nuôi đà điểu này để cho anh em cùng biết, để tránh được những cái thiệt hại trong chăn nuôi. Và một trong những cái điều mình hướng tới các bạn chính là cái kênh con giống đà điểu của mình. Đấy, mình muốn chia sẻ cái này để giao lưu với tất cả các bạn. Các bạn nào nuôi cái đà điểu thì hãy vào nhóm và chia sẻ những cái hiểu biết, những cái trải nghiệm thực tế trong quá trình nuôi đà điểu của các bạn, để xây dựng một cái kênh trang. Mọi người, mỗi người có một ý tưởng hay, mỗi người có một kinh nghiệm tốt thì sẽ chia sẻ cho một cái cộng đồng tốt. Mình cho đi sẽ nhận lại các bạn ạ. Thì các bạn cố gắng là đăng ký kênh của đồng chí Thao, kênh Chim Cú Gáy Hay, kênh Con Giống Đà Điểu, và sẽ tiếp tục là những người được thông báo, được đưa đến những cái thông tin chính thống nhất, mới nhất của cái kênh con giống của mình. Đấy, và bên hiện nay thì mình cũng đã có những cái bài đăng về tên thuốc, đấy, tên cách úm và kinh nghiệm, cũng như một số những cái công tác chuẩn bị và mọi vấn đề xoay quanh chủ đề con đà điểu. Mong rằng các bạn sẽ vào cái hội nhóm là hội nuôi đà điểu Hàn Quốc để đóng góp vào cái sân chơi, sân chăn nuôi. Chúc các bác và anh em chăn nuôi có lãi, chăn nuôi có được hiệu quả trong cuộc sống. Thì hôm nay cái chủ đề cũng rất là ngắn gọn thôi. Còn các bạn muốn gặp phải vấn đề gì, cần nắm bắt được những kỹ thuật, tên thuốc và một số những kinh nghiệm từ những cái bệnh đau mắt, viêm khớp hay đi ngoài, thì các bạn có thể liên hệ cho mình là 033 5305 982. Số thai của mình là 0989 177 982. Đấy, và các bạn có thể gọi mình qua Zalo, Facebook hoặc YouTube. Đấy, thì bên mình cũng có cung cấp con giống cho các bạn trên toàn quốc với các văn phòng ở bến xe miền Đông, ở bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Thì các bạn ở khu vực miền Trung, miền Bắc thì rất là thuận tiện. Còn khu vực miền Tây, miền Nam thì các bạn có thể là kết hợp với văn phòng đại diện tại bến xe miền Đông. Thì mình sẽ gửi cho các bạn với những cái lứa giống và những cái kỹ thuật. Đấy, năm nay thì mình có gửi kèm theo cả kỹ thuật và thuốc. Mong là các bạn sẽ nắm bắt và theo dõi kênh chi tiết hơn. Đó. Đây là những cái mà trải nghiệm thực tế mình chia sẻ cho các bạn, là các bạn cố gắng là làm đúng như thế này, tên thuốc như này, y chang như này luôn. Đó. Thì mình thấy là nó khá là ok. Nhưng có những con mình cảm giác như là mù mắt hoàn toàn rồi, đã chữa khỏi. Đâm ra là mình cam kết và tự tin chia sẻ một cái điều này cho các bạn đến. Nhà mình thì hiện đang sinh sống trang trại tại tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn đến chỗ cổng trại đà điểu Thụy Phương, trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương ấy. Các bạn hỏi là đồng chí Thao nuôi chim cu gáy và xuất bán con giống đà điểu thì các bạn có thể gặp mình. Đó, bản thân mình thì đang duy trì kênh chim cu gáy với mặt hàng là con giống đà điểu, chim cu gáy và một số mặt hàng nông nông nghiệp, cây con giống khác.
Mong rằng các bạn sẽ đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để ủng hộ mình nhận những cái thông báo mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài chia sẻ sau đó. Đấy, những cái giống này là mình bắt đầu là bán dần cho các bạn rồi. Bắt đầu chuyển bán dần rồi. Giai đoạn này chân căng. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Bôi cho nó khỏi viêm rốn mà. Em thấy nhiều chạy con to vẫn cứ xinh nhất. Kệ kia, chạy chạy sang bên kia, em chạy sang bên kia, em đuổi nó. Sờ con nào lặng lặng thì bắt. Con nào khổ cao nhất là bắt. Ừ. Bọn kia hôm trước là bao nhiêu con nhỉ? 5 con à? Bọn đấy là đẹp rồi còn gì nữa, tầm này chạy lốp ngốp. Tuần bắt bằng người đấy nhỉ? Ừ, nó cũng thế. Tầm tầm ý, tầm ý. Bắt đi, bắt luôn. Có cao. Đẹp này. Đấy. Hai tên điện. Nhà có ô tô chả đi. Đi đi thì anh ấy mở cửa cho. Em gửi cả thuốc úm cho các bác nhé. Hôm nay em gửi 5 con này là về cầu vượt Giang Nghĩa, quốc lộ 14 Giang Nghĩa, Đắk Nông. Đây. Hôm mai em gửi đầy đủ cho các bạn. Đây, em gửi về đây, bạn này bạn nhận tại Mỹ Đình luôn này. Bạn này bạn cũng nhận tại Nam Định luôn. Em định luôn. Đấy, thôi đi đi. Về về. Đây em gửi đi đi Sài Gòn bạn nhé, đi Sài Gòn. Đây em gửi đi thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển khoản hết rồi. Em gửi đi bến xe miền Đông cũ này. Đấy. Anh em hội nhóm nuôi đà điểu trên toàn quốc, anh em cố gắng tham gia nhóm và cho ra những cái ý kiến thật là xác đáng, thật là chia sẻ chân thành để anh em cùng nuôi, cùng phát triển. Đấy. Đây là một cái mô hình mình úm. Đấy, mình úm xong đó mình bán giống cho các bạn. Đây là cái máng này. Cái máng này các bạn dùng này thì nó sẽ không bị lãng phí mà nó sẽ không bị trơn trượt. Đấy, cái máng uống thì giống này nó uống là như kiểu vịt, vịt nó uống nó ngửa cổ lên thì các bạn lên để cái miệng rộng, nó thấp, vừa tầm phải cây gạch như thế này thôi. Còn bóng thì các bạn để cao khoảng 50 phân, 40-50 phân. Lúc bé thì các bạn giải thảm này, lên sau khoảng tầm 12 ngày thì các bạn cho tiếp xúc với cát. Đấy, từ ngày nở ra là 12 ngày tiếp xúc cát. Mọi chi tiết thì các bạn tham gia nhóm và kết nối với đồng chí Thao. Kênh con giống đà điểu là 0335305982 và 0989177982 và 0375897487. Đây là cái hình ảnh trực tiếp. Các bạn nhìn thấy giống rất là đẹp đúng không ạ? Nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.